Chào các bạn nhé. Hôm nay chúng ta sẽ cùng xem về cái phân bón lá có tên là siêu ra hoa đậu trái nhé. Kích thích ra hoa mạnh và tăng đậu trái cao này. Phân siêu ra hoa tăng đậu trái, sử dụng cho cả chanh dây luôn nhé. Phân bón siêu ra hoa kích thích ra hoa mạnh này, tăng đậu trái cao cho chanh dây, và ngoài ra còn có phụ gia đặc biệt vừa đủ giúp cho cây ra hoa mạnh và kích thích ra hoa trái vụ nữa. Về thành phần của phân ra hoa siêu ra hoa gồm có là N5% và P2O5 là 9%, K2O là 4% và B là 200 ppm. Và ZN là 200 ppm. Và phụ gia vừa đủ. Về công dụng của phân bón siêu ra hoa là cung cấp đầy đủ các dưỡng chất thiết yếu cho cây trong quá trình ra hoa và đậu trái này, kích thích ra hoa mạnh và trái vụ, tăng tỷ lệ phân hóa, tăng tỷ lệ thụ phấn cao và ra nhiều hoa, hoa khỏe và đậu trái tối đa, giúp lớn trái này, lớn trái, to trái, sáng bóng, đẹp và tăng chất lượng của nông sản này. Về hướng dẫn sử dụng của phân này là sử dụng khoảng 20 đến 25 ml cho bình 16 lít nước. Thì chai này 500 ml sẽ pha được khoảng 2 phi mỗi phi 220 lít nước, là bằng khoảng 400 đến 440 lít nước cho một chai. Và sử dụng định kỳ từ khoảng 7 đến 10 ngày một lần. Và những lưu ý nhỏ là bảo quản thuốc ở nơi khô ráo, thoáng mát và để tránh xa tầm tay của trẻ em. Và không nên sử dụng quá liều. Sau khi sử dụng, rửa chân tay sạch sẽ sau khi sử dụng, và có thể pha chung với các loại thuốc bảo vệ thực vật khác, như là kết hợp thêm cả thuốc sâu để phun cùng. Xin hết ạ. Xin cảm ơn các bạn đã xem clip. Các bạn có thể đăng ký kênh Thuốc Thực Vật nhé, để được nhận các video mới. Mỗi khi kênh có những video mới để đăng lên, các bạn sẽ nhận được thông báo và vào xem sớm nhất. Và kênh này sẽ cập nhật và chia sẻ thông tin cũng như công dụng của các loại thuốc bảo vệ thực vật trên thị trường hiện nay, để cho các bạn chúng ta cùng tham khảo. Các bạn hãy bấm đăng ký và bấm vào hình quả chuông để được nhận thông báo mỗi khi có video mới nhé. Đây, các bạn xem qua các sản phẩm trên dương hoàng.net đây, chỉ để tham khảo thôi. Và ngoài ra dương hoàng.net còn có một danh mục là shop hàng đây. Các bạn có thể vào đây để xem các sản phẩm mà trên shop đang bán. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi clip này.